Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas are coming down in pairs. Bananas in pajamas are chasing teddy bears. Cause on Tuesdays they all try to catch them on the way. Tập phim Chiếc bánh đặc biệt. Morgan rất bận rộn vì ngày tới đây là sinh nhật của cậu. Nhìn này Lulu, tớ tự làm được một chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời nhất thế giới. Không, Morgan, bạn không được làm bánh. Tại sao thế? Bởi vì tớ không thể nói cho bạn được. Lulu đã đặt bánh sinh nhật từ cửa hàng của Red. Một chiếc bánh hoành tráng nhất trong số những chiếc mọi người đã từng làm. Red, bạn có Red, chiếc bánh trông thật tuyệt. Cẩn thận kia Lulu, đừng để cái cửa nó đóng sầm lại. Tại sao không chứ? Bởi vì... thật là chán quá. Bây giờ mình lại phải làm cái bánh mới. Nhưng trong khi Red đang làm một chiếc bánh hoành tráng hơn, thì hai bạn chuối đến cửa hàng của Red. Red, chúng tôi cần mượn cái bươm xe của bạn. Cái lốp xe trượt của bọn tớ bị loang hơi. Một chiếc bánh thật tuyệt vời đấy Red. Ô, cẩn thận hai bạn chuối, đừng để cánh cửa đóng lại. Tại sao thế Red? Bởi vì tiếng động mạnh làm cho cái bánh bị đổ đấy. Cái cánh cửa. Bạn có sao không chuối một? Không sao chuối hai. Hai bạn chuối, các bạn có thể để ý cái bánh này của Morgan khi tớ đi ra ngoài được không? Tất nhiên là có. Chúng tớ có thể bơm xe khi đang trông chiếc bánh. Đừng để cho Morgan biết nhé. Tất nhiên rồi, Red. Đó là một điều bất ngờ. Được rồi chuối hai. Chuối hai, Morgan đến kìa. Chúng ta phải giấu cái bánh đi, chuối một. Giấu đi, chuối hai. Cậu ấy đang đến đây, chuối hai. Xin chào hai bạn chuối. Xin chào. Red đâu rồi thế hai bạn? Cậu ấy phải ra ngoài. Thế sao? Chào tạm biệt. Dầu chiếc bánh là một ý hay đấy, chuối một. Một ý rất hay, chuối hai. Bạn dầu cái bánh ở đâu thế, chuối hai? Ở cái ghế này này, chuối một. Ôi trời ơi. Bạn có đang nghĩ cái mình đang nghĩ không, chuối một? Tôi nghĩ là có đấy, chuối hai. Đã đến lúc làm bánh rồi. Chúng ta phải làm một chiếc bánh thật vững chắc. Chúc mừng sinh nhật Morgan. Cảm ơn Emmy. Chúc mừng sinh nhật Morgan. Bây giờ sẽ có một chiếc bánh thật hoành tráng. Bạn làm bánh sinh nhật cho tớ á? Thực tế là hai bạn chuối làm. Và đó là ý tưởng của Lulu. Chúng tôi hy vọng bạn thích. Nó trông thật ngon lành. Xin lỗi hai bạn chuối. Thật may là nó còn nguyên. Này, chiếc bánh này được làm từ lốp xe à? Xin lỗi Morgan. Không sao đâu, hai bạn chuối. Nó vẫn thật tuyệt vời. Tôi có một thứ cũng thật tuyệt nữa. Hai bạn chuối, lốp xe ư? Chúng tôi đã làm hỏng cái bánh thật. Vì thế, chúng tôi đã làm một cái bền chắc hơn. Một chiếc bánh khác. Tôi không tài nào bỏ được việc tự làm một chiếc bánh. Các bạn biết tớ thích nấu nướng mà. Tôi chắc chắn rằng chiếc bánh của Morgan cũng hoành tráng không kém gì.